Sau buổi đào tạo tập huấn về nâng cao nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường nông thôn đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai ngày 9 tháng 10 trong chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ năm 2020 dưới sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cộng đồng Nông nghiệp sạch, Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch và một số cơ quan ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank. Việt Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy các buổi đào tạo tiếp theo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ban thư ký của Cộng đồng Nông nghiệp sạch cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, khối chuyên gia Cộng đồng Nông nghiệp sạch và đầu tiếp nhận thông tin từ các học viên đã thực hiện các buổi đào tạo theo nội dung. Chiều ngày 12, sáng ngày 16 tháng 11 đã diễn ra hai buổi đào tạo với chủ đề là Vi sinh bản địa và các ứng dụng của vi sinh bản địa trong sản xuất nông nghiệp cả hai chủ đề do thạc sĩ Hoàng Sơn Công tham gia giảng dạy. Sáng ngày 18 tháng 11, buổi đào tạo với chủ đề chế biến nông sản sau thu hoạch với sự chủ trì của thạc sĩ Hoàng Sơn Công, chuyên gia cộng đồng nông nghiệp sạch. Sáng ngày 23 tháng 11 với chủ đề chủ động dinh dưỡng, các thực đơn dinh dưỡng, menu tốt hoặc phòng ngừa một số bệnh hàng ngày và một số bài tập sức khỏe với giảng viên bà Thương Hoài và ông Trường Giang, chuyên gia của cộng đồng nông nghiệp sạch. Các giảng viên cũng đã trả lời trực tiếp các câu hỏi vướng mắc của thành viên. Những câu hỏi sau buổi đào tạo sẽ được ban thư ký gửi lại cho chuyên gia và gửi câu trả lời qua Zalo, email, Messenger Facebook.